Hello các bạn, ngày hôm nay mình sẽ trồng những cây này là những cây vivax nha. Cây bông này là đăng sứa, có cây này cũng đẹp lắm nè, paniculata. Vani mua ba cây này nè, là ở ngày hôm nay là ở Renault Depot đó. Cây này cũng vivax, tên là Campanula. Hôm nay hoa tím nó rộ lên đẹp chưa nè, giờ nó đang là một cục tròn luôn đó. Rồi anh thì mua thêm được hai cây này, cây mấy cái cây này là loại sedum nha các bạn, nó cũng là một dạng với sen đá đó. Đây đẹp chưa, thì cái vườn này là cái vườn sen đá của Lanny. Từ bên này qua bên này là đều là những cái cây sedum hoặc sen đá, thì Lanny đang còn những cái lỗ trống. Còn nếu mà không thì mình khoét thêm mấy cái lỗ nữa rồi mình trồng hết năm cây này xuống luôn. Những cái cây sedum này thì nó một dạng của sen đá nha, cho nên sen đá nó không có khít nước. Thì mình phải mix đất của mình thiệt là thoáng. Thì mình bỏ perlite hay là ở ngoài đường thì mình có thể dùng những cái loại đá nhỏ này nè. Mình cũng mua loại này nhưng mà mình mua cái loại nhỏ rí luôn, nhỏ rí xay rất là nhuyễn luôn, để mình trộn chung với đất của mình nè, bạn thấy không? Đó thì mình mix vô với đất của mình như thế này. Đất cho nó thoáng, tại vì nó không có khít nước đâu các bạn. Nó sống những cái cây này là nó chưa lỡ sống trong những cái môi trường đá rồi cát, giống như là hơi giống sa mạc đó, cho nên mình phải mix kỹ chứ không thôi cây mình nó sẽ chết. Cây này nó sẽ có chiều rộng, nó không có cao lắm đâu các bạn, nhưng mà nó sẽ nở rộng ra. Mua một cây này là tùy theo chỗ bán nha. Anh đi mua cái cây này thì 3,5 đồng cộng thuế, có nhiều chỗ thì bán 5 đồng. Rồi nếu mà cái size bự hơn, trong cái chậu bự hơn thì có thể tới 10 đồng một cây. Mình có thể mình rải mớ đá trắng vậy lên cho nó đẹp, nhưng mà có rải cũng vậy, mai mốt nó mọc lên nhiều quá thì nó ra thành cái vòng tròn vậy luôn, là mình cũng không thấy đá trắng của mình đâu đâu. Nên là mới lần đầu thì nó còn nhỏ đó đó. Các bạn ngắm coi cây này nó đẹp ha, nó giống như là một cái bông hồng vậy đó. Cái này là cái lá thôi nha, nhưng mà bông của nó hình như là sẽ màu, cái cây này nó nói là bông màu trắng nè các bạn, trắng trắng ngà ngà như vậy nè. Còn cái lá của nó thì cũng như cái bông luôn. Còn cái cây sedum này thì nó lại hoa màu vàng nè, mấy cái hoa của nó rất là nhí nha, nhưng mà cái lá của nó thì đẹp lắm nè, như một cái hoa luôn, nó màu xanh rồi giống như là có một cái lớp phấn bột ở trên cái lá vậy đó, cho nên nó giống như là trắng trắng. Thì bây giờ anh đi đào một cái lỗ này, rồi mình sẽ mix chung với đất mà có đá sẵn luôn rồi đó các bạn.
các bạn ơi. Cây này nó nằm ở đây, mai mốt nó sẽ lớn lên thành một cái vòng tròn vậy luôn nè. Còn ở dưới này Lanny cũng có bỏ một cái vải rheotexin nè. Nếu mình cảm thấy nó nhỏ quá thì mình có thể dùng kéo để mình cắt cái vải này cho cái lỗ này nó rộng ra hơn một chút xíu, cho cây nó mọc nhiều hơn cũng ok luôn. Nhưng mà giờ nó đang nhỏ thì tạm thời mình để nó vậy đi ha. Mình đã khoan cái lỗ rồi, mình đào đất lên để mình định trồng cái cây này xuống nè. Cây này là cũng bên nhà luôn. Nó sẽ có bông màu hồng lợp. Cũng hên quá, dưới này không có đá bự. Lúc mà đào mấy cái cây để trồng vivax đó, các bạn nhớ là phải đào vừa tầm với cái cây nha. Đừng có đào không có sâu, đào không có sâu thì cái cây vivax nó sẽ sống không tốt đâu. Đào lỗ phải sâu giống như là cái chậu mà mình mua vậy đó nè, khoảng vậy. Trồng vivax thì đỡ phải năm nào cũng trồng lại, nó sống lại là mình có cây thôi, có hoa. Còn những cái bông annual thì năm nào mình cũng phải mua lại hết. Mà cây vivax không phải cây nào cũng sống lại nha. Nó vivax nhưng mà có nhiều khi thời tiết nó lạnh quá. Nó đi ở Canada, ở Quebec đây nè, đôi lúc nhiệt độ lạnh quá thì nó cũng không có chịu nổi, thì năm sau nó cũng không có lên nổi. Cái lỗ ngay chỗ dưới này nó có nhiều đá quá cho nên không có đào nổi nữa. Còn cái cây này thì nó dài quá cho nên mình phải bắt buộc chia ra bẻ ở dưới rễ của nó hết một khúc để mà bỏ xuống dưới này. Nhưng mà những cái cây vivax này thì nó rất là mạnh cho nên mình bẻ rễ nó vậy cũng không có sao đâu, cũng sẽ sống như thường à. Nó sẽ bị sốc một chút xíu ở lúc ban đầu thôi. Bông này nó cục tròn vậy đó các bạn. Lúc nó mọc ra hoa đó rất là nhiều luôn. Nó đang còn có rất là nhiều nụ nè. Đây nè. Cái cây này nó còn nhỏ cho nên chị đã lên đi đào cái lỗ này không có cần sâu lắm cho nên nó đỡ mệt dễ sợ luôn á. Chứ dưới đất toàn là đá không, với cái sức mình đào không có nổi. Cây hoa này là mình trồng cái loại đăng chuối này nè, đăng chuối chuối này đẹp lắm, nó muôn màu luôn nha. Nhưng mà lúc mà mình ra chợ đó chỉ có còn cái màu này thôi với một cái màu hồng kia thôi, nó không có nhiều choice cho mình nữa. Alan thì thích dán mấy cái ticket này vậy đó để biết nó là loại gì. Anh đi trồng trong những cái vườn đá đó cho nên chung quanh là luôn luôn có đá vậy nè, nhìn nó đẹp. Vườn đá này là cái đá này là đá loại vàng, nó mắc hơn đá loại trắng đó.
Rồi Lan đi đã trồng hết những cái cây hoa mà Vivas hôm bữa nọ Lan đi mua rồi. Cảm ơn các bạn đã xem Lan đi trồng hoa nha. Các bạn nào thích theo dõi video của Lan đi thì đừng quên bấm like, share, subscribe giùm Lan đi. Bye bye. Bye bye các bạn.